Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu các bạn tham gia một chương trình iGroup Giao 2 dự án Qualis nha bạn. Mình sẽ nhận được 50 triệu token có kèo Qualis. Thì một token này đã list trên sàn Bankake Swap nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả thứ nhất của mình, các bạn mở link form nha bạn. Sau đó thì các bạn làm gì? Thì các bạn xuống click phần link mô tả với video mình, thì các bạn join vào kênh group, join vào kênh trailer nha các bạn. Tiếp tục thì tại Twitter thì các bạn copy hashtag là từ chữ S nè các bạn. Các bạn copy là từ chữ wallet nè các bạn. Rồi các bạn vào đây các bạn follow tại Twitter nữa nha các bạn. Token này, dự án này thì mình đăng nhập các bạn. Rồi các bạn, trên Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Token này đã list trên sàn Bankake Swap nè các bạn. Tiếp tục các bạn like và dẫn tweet về dưới game nè các bạn. Bằng like nè. Các bạn chỉ dẫn cho tweet chứ hashtag nè các bạn. Bằng dán hashtag vào nè. Hashtag có kỳ hiệu là S-Wallet gạch nè các bạn. To the moon nha các bạn. Rồi các bạn tweet lên các bạn. Rồi, phan các bạn là mình check thông tin chút xíu. Rồi, các bạn làm nhiệm vụ xong hết thì các bạn bắt đáp đỡ hết nha các bạn. Các bạn trở về cái link form, các bạn bấm nút start nè các bạn. Dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nha các bạn. Dòng thứ hai thì các bạn điền là username tờ Twitter của tất cả các bạn, không các bạn mở tờ Twitter của tất cả các bạn thì sẽ thấy được cái username của tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lên một cái link retweet nha các bạn. Thì trên link retweet thì các bạn mở tờ Twitter của tất cả các bạn ra nè. Bạn nhấp vào ba cho bên cùng nữa bạn, các bạn nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài tweet này, retweet này các bạn. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi bạn đáp lại. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Sau khi ta nó hiện có hai số rồi, ta thì ta phan các bạn. Đây mình làm lại. Đúng rồi. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lời username Telegram của tất cả các bạn, thì các bạn mở Telegram của tất cả các bạn ra nha các bạn. Mình điền làm tới 6 nhiệm vụ nữa các bạn. Rồi các bạn nhấp vào 3 vào cùng nữa, nhấp vào setting nữa. Thì các bạn sẽ thấy được username của mình là @anh1133 nha các bạn. Rồi các bạn trở về đến form nữa các bạn. Bạn điền vào đây @anh1133 nha các bạn. Điền username của tất cả các bạn. Tiếp tục cái mã ghép form này thì các bạn điền @anh1133 là cái mã giới thiệu của mình nha các bạn. Mình có để dưới phần link mô tả đó. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain Bet20 nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với chocolate của tất cả các bạn ra nè các bạn. Các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain này nè các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Các bạn dán vào đây nha tất cả các bạn. Xong thì các bạn bấm nút submit nha các bạn. Là xong các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình này góp nhận 50 triệu token Qualis. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.